Trung Cộng đang rất lo lắng về chiếc B-21 Raider của Không quân Hoa Kỳ. B-21 Raider là chiếc máy bay thả bom tàng hình chiến lược hạng nặng liên lục địa, đang được tập đoàn Northrop Grumman phát triển cho Không quân Hoa Kỳ theo chương trình máy bay thả bom tấn công tầm xa. B-21 có thể mang vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân, và B-21 sẽ là xương sống không quân chiến lược Mỹ trong tương lai. Theo nguồn tin từ National Interest qua bài phân tích của Alex Hollings, B-21 có thể ngăn Trung Cộng tận dụng kho hỏa tiễn chống hạm, đang cung cấp cho lực lượng Mỹ một loại máy bay tân tiến, cung cấp sự kết hợp giữa tầm bay, trọng tải và khả năng sống sót. B-21 Raider sẽ có khả năng xuyên thủng hàng phòng không khó khăn nhất để thực hiện các cuộc tấn công chính xác ở mọi nơi trên thế giới. Truyền thông Hoa Kỳ cho biết là Ngũ Giác Đài đang có kế hoạch phát triển máy bay thả bom chiến lược tàng hình B-21 ở khu vực Thái Bình Dương để bảo đảm ưu thế kỹ thuật, duy trì khả năng răn đe và ngăn chặn các đối thủ tiềm tàng khi cần thiết. Hải quân Hoa Kỳ đang nỗ lực chống lại Trung Cộng tại Thái Bình Dương, nhưng có thể B-21 Raider của Không quân Hoa Kỳ thực sự làm rung chuyển mọi thứ. Trong những năm gần đây thì Hải quân Hoa Kỳ đã gia tăng đáng kể số lần hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Sự gia tăng hoạt động ở Thái Bình Dương này có thể trực tiếp do hành vi hung hăng của Trung Cộng trong toàn khu vực, nhằm thực thi các tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của họ đối với phần đại dương có số lượng lớn giao dịch hoặc buôn bán. Hỏa tiễn chống hạm siêu âm của Trung Cộng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng. Trung Cộng có một kho dự trữ hỏa tiễn hành trình và đạn đạo khổng lồ để họ sử dụng, bao gồm nhiều bệ phóng hỏa tiễn siêu âm. Hỏa tiễn siêu âm đã trở thành nguồn gốc của cuộc chạy đua vũ trang mới nhất với Trung Cộng, Nga, Hoa Kỳ và gần đây Nhật Bản đều đổ xô vào hỏa tiễn có khả năng đạt được tốc độ siêu âm. Để được coi là siêu âm, một hỏa tiễn phải có khả năng để duy trì chuyến bay với tốc độ hơn Mach 5, tức là khoảng hơn 3.800 mph một giờ. Các hỏa tiễn Trung Cộng có tốc độ đáng kinh ngạc như DF-17 và CM-401 có thể đạt được khiến cho chúng gần như không thể bị đánh chặn và cung cấp một lượng lớn năng lượng chuyển động, truyền đi khi va chạm. Nói một cách khác, những hỏa tiễn này có thể hạ gục nhiều tàu hải quân chỉ bằng sức mạnh tuyệt đối mà không cần đầu đạn nổ. Tất nhiên, việc bổ sung một đầu đạn làm cho các nền tảng này trở nên nguy hiểm hơn. Trong khi CM-401 được coi là hỏa tiễn hành trình chống hạm tầm ngắn, thì DF-17 tự hào có tốc độ siêu âm và tầm bắn có thể mở rộng tới 1.000 dặm, tính từ bờ biển của Trung Cộng. Ở khoảng cách đó thì việc xác nhận mục tiêu đáng tin cậy trở thành một rào cản đáng kể. Điều này đã khiến cho Trung Cộng phát triển một loại máy bay không người lái siêu âm để được chế tạo đặc biệt để cung cấp dữ liệu mục tiêu cập nhật từng phút của tàu đối phương khi DF-17 bám sát mục tiêu. Hỏa tiễn siêu âm có khả năng tiêu diệt sức mạnh hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ. Hải quân Hoa Kỳ và tất nhiên là Hoa Kỳ dựa vào hạm đội hàng không mẫu hạm lớn lớp Nimitz và Ford. Mỗi hàng không mẫu hạm này tự hào có hàng chục máy bay và hàng nghìn quân nhân, cho phép Hoa Kỳ mang nhiều hỏa lực cho mỗi nhóm tấn công hàng không mẫu hạm hơn so với toàn bộ quốc gia có thể thực hiện. Tuy nhiên, những phi đạo trên biển này trở thành mục tiêu khá lớn cho hỏa tiễn chống hạm siêu âm của Trung Cộng. Các máy bay chiến đấu FA-18 Super Hornet và F-35C của Mỹ có thể tác chiến trên các hàng không mẫu hạm, có thể chiến đấu chỉ khoảng 500 dặm. Có nghĩa là các hàng không mẫu hạm của Mỹ không thể đến trong khoảng cách xa bờ biển Trung Cộng nếu không đặt mình ở vị trí đáng kể nguy cơ bị hỏa tiễn siêu âm của Trung Cộng bắn trúng. Một số nỗ lực đang được tiến hành để mở rộng phạm vi hỏa lực của mỗi hàng không mẫu hạm. Nhưng những sáng kiến này có đặc điểm ở một số những khoảng trống có thể giúp ích trong một cuộc xung đột, nhưng điều đó không bù đắp được hiệu quả lợi thế siêu âm của Trung Cộng. B-21 Raider, máy bay thả bom xuyên sâu mà Trung Cộng không thấy sẽ xuất hiện. Và đó là nơi mà lực lượng không quân có thể cứu vãn. Máy bay thả bom mới nhất của Northrop Grumman, B-21 Raider, hứa hẹn sẽ là một máy bay thả bom tàng hình tân tiến nhất từng được chế tạo. Đây là những điều chúng ta cần biết.
Northrop Grumman đã hoàn toàn tuyệt vời nhiệm vụ giữ bí mật những việc liên quan tới B-21. Nhưng một số điều khá an toàn để giải định. Máy bay thả bom mới này sẽ có thể tránh bị phát hiện như chưa từng có máy bay thả bom nào trước đây. Nó sẽ có khả năng tấn công toàn cầu và có khả năng dẫn đầu trong một cuộc xung đột cấp cao chống lại một quốc gia như Trung Cộng. Mặc dù F-35C có thể tránh bị phát hiện để tiến gần các dàn hỏa tiễn của Trung Cộng trên bờ, nhưng chúng sẽ không có tầm bắn để tiếp cận mục tiêu, tiêu diệt và quay trở lại tàu. Nhưng B-21 dường như chắc chắn có thể. Đòn bẩy ngoại giao của sức mạnh quân sự. Điều quan trọng cần lưu ý khi xem xét sự phát triển về các khả năng quân sự mới mà chúng thực sự mang lại giá trị trong lĩnh vực tranh chấp quốc tế khác nhau. Mặc dù giá trị rõ ràng mà B-21 mang lại sẽ nằm ở khả năng chiến đấu, nhưng tác động thứ hai của khả năng đó là đòn bẩy ngoại giao. Đòn bẩy này là cơ sở của tư tưởng cây gậy lớn hay cách tiếp cận quan hệ quốc tế được xây dựng dựa trên nguyên tắc chính sách đối ngoại của Teddy Roosevelt, nói nhẹ nhàng và mang theo một cây gậy lớn. Nếu không có cây gậy lớn, nói chuyện nhẹ nhàng đối với đối thủ ngoại giao không có xu hướng tiến xa lắm. Nhưng với một cây gậy lớn như B-21 Raider trên tay, đối phương của Mỹ buộc phải lắng nghe, kéo họ chạy theo tư tưởng cây gậy lớn và được đáp ứng với kết thúc chiến đấu của nó. Bằng cách thiết lập B-21 Raider như một nền tảng có thể vô hiệu hóa kho vũ khí chống hạm siêu âm của Trung Cộng sẽ có hai sự lựa chọn: gọi Mỹ vô tội vạ và tham chiến, hoặc là thừa nhận lợi thế chiến lược mà máy bay thả bom tàng hình mới của Mỹ mang lại và giữ nguyên tư thế trên bàn đàm phán. Bởi vì phần lớn nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào thị trường Trung Cộng và Mỹ, không quốc gia nào được lợi từ chiến tranh, nhưng cả hai quốc gia đều có lợi khi chấp nhận chiến tranh. Vũ khí chống hạm của Trung Cộng mang lại cho Trung Cộng đòn bẩy cần thiết để có hiệu lực khi đàm phán với hoặc bỏ qua những lời phàn nàn của các cường quốc nước ngoài. B-21 Raider có thể phân phối lại sức mạnh được nhận thức đó một cách đồng đều hơn giữa các lực lượng đối lập và yêu cầu mức độ hợp tác cao hơn. Có một số trở ngại cần phải vượt qua trước tiên. Để biết tài sản chống hạm tân tiến của Trung Cộng đang ở đâu, thì Mỹ sẽ cần phải xây dựng lại mạng lưới tình báo của mình bên trong Trung Cộng. Bắt đầu từ năm 2010, Trung Cộng đã có quyền truy cập vào một hệ thống liên lạc toàn cầu của CIA, cho phép họ xác định và thực thi những người cung cấp thông tin CIA một cách có hệ thống, làm tê liệt khả năng thu thập thông tin tình báo của Mỹ. Có vẻ như việc xác định các mục tiêu siêu âm sẽ đòi hỏi sự kết hợp của trinh sát và trí tuệ con người thu thập được từ bên trong Trung Cộng. B-21 sẽ dẫn đường trong một cuộc chiến tranh Trung-Mỹ. Tất nhiên, nếu quan hệ của Trung Cộng xấu đi, sẽ trở thành chiến tranh, Hoa Kỳ có thể sẽ không muốn khai triển quân đội đến đại lục của Trung Cộng, nơi mà lực lượng quân đội thường trực lớn nhất toàn cầu sẽ mang lại cho Trung Cộng một lợi thế đáng kể. Thay vào đó thì Mỹ có khả năng sẽ tiếp tục giao tranh trên biển, ngăn chặn khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của Trung Cộng và sử dụng máy bay tàng hình như B-21 trước để phá vỡ khả năng chống hạm của Trung Cộng. Sau đó, tiến gần bờ biển của Trung Cộng đủ để bắt đầu thực hiện các phi vụ máy bay tấn công nhằm mục đích thúc ép cơ sở hạ tầng quân sự và công nghiệp của Trung Cộng phải khuất phục, cho đến khi Hải quân Mỹ có thể trang bị một máy bay chiến đấu hoàn toàn mới dựa trên hàng không mẫu hạm với tầm bắn đáng kể. Hỏa tiễn chống hạm của Trung Cộng sẽ giúp cho họ chiếm ưu thế trong cuộc xung đột tiềm tàng với Hải quân Hoa Kỳ. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của không quân Mỹ, điều đó rõ ràng lợi thế có thể tồn tại trong thời gian ngắn.